Hãy nói cảm ơn Chúa Giêsu. Dẫu cho tất cả mọi tội lỗi của con gây ra, vậy mà con vẫn sống động, sống sót trong sự hiện diện của Chúa. Cảm ơn ân điển của Ngài. Cảm ơn lòng thương xót của Chúa. Cảm ơn sự tha thứ của Chúa trong danh Giêsu. Amen. Các bạn có thể ngồi xuống. Hãy nói với người bên cạnh rằng, tôi không biết hoàn cảnh của bạn là gì, nhưng một điều tôi biết là có một lối thoát ra cho các bạn. Một điều tôi biết, bạn không có mặt ở đây hôm nay bởi ngẫu nhiên, nhưng bạn có một cuộc hẹn thiêng liêng. Bạn tin điều đó không? Hãy nói cảm ơn Chúa Giêsu. Bạn có thấy mình theo cách Chúa Giêsu nhìn thấy bạn không? Nếu bạn thấy mình theo cách Chúa Giêsu nhìn thấy bạn, thì bạn sẽ không lên án kết tội chính mình. Thì không biết hoàn cảnh của bạn là gì, bạn sẽ không đo lường bạn với chính bạn. Nếu bạn nhìn mình theo cách Chúa Giêsu nhìn bạn, thì bạn sẽ không so sánh mình với những người khác. Tôi cầu nguyện hôm nay Chúa Giêsu sẽ mở mắt đức tin của bạn ra để nhìn thấy chính bạn như Chúa nhìn thấy bạn trong danh Giêsu. Amen. Trong Kinh Thánh sách Giăng đoạn 9 câu 1, Chúa Giêsu đã mở mắt người mù. Phép lạ đã xảy ra quá hoàn hảo đến nỗi những ai biết người này từng là một người nghèo, từng là một người mù ăn xin, thì thật khó cho họ tin rằng đây chính là người ấy. Bởi vì sự thay đổi quá lớn xảy ra trong đời sống người này. Vì người đàn ông đó có một cuộc hẹn thiên mệnh với Chúa Giêsu, nên cuộc đời của ông ấy đã xây lại, có một sự quay đầu lại cho mọi sự liên quan với cuộc đời ông ấy. Vì Chúa Giêsu là đấng hôm qua, hôm nay và đời đời không hề thay đổi. Vì ý muốn của Đức Chúa Trời cho bạn và tôi đó là được chữa lành trong phần thể xác và được cứu rỗi về phần tâm linh, linh hồn. Chúa Giêsu muốn làm cho bạn những gì mà không ai có thể đã từng làm qua. Ngài muốn mở lối ra cho bạn nơi mà không có lối thoát. Khi Chúa Giêsu ban phước bạn hôm nay, thì Ngài ban phước bạn một cách có hiệu quả. Khi Ngài giải cứu bạn hôm nay, Ngài giải cứu bạn một cách có hiệu quả. Hãy nói rằng, Chúa Giêsu là đấng giải quyết nan đề. Khi đấng Giêsu Christ bước vào lòng chúng ta, đời sống chúng ta, Ngài đặt dấu chấm quá khứ và sinh ra tương lai mới cho chúng ta. Ngài chấm dứt sự lo âu, sợ hãi và sinh sản ra sự bình an, thiên thượng. Ngài chấm dứt sự khổ sở, bóng tối và cho ra đời ánh sáng. Hôm nay là ngày hẹn của bạn với Chúa Giêsu. Hôm nay là ngày mà Chúa đã tạo ra. Tôi sẽ vui mừng và phấn khởi trong ngày ấy. Bạn tin điều ấy không? Điều này dẫn đến sứ điệp có tên hôm nay, cuộc hẹn với Chúa Giêsu. Hãy đọc Kinh Thánh sách Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 6 câu 2. Ta đã nhậm lời con trong thờ thuận tiện. Ta đã giúp con trong ngày cứu rỗi. Này, bây giờ là thờ thuận tiện. Bây giờ là ngày cứu rỗi. Chúa Giêsu biết bạn nhiều hơn chính bạn biết về mình. Loài người chỉ nhìn bề ngoài, nhưng Chúa Giêsu nhìn bề trong. Nhìn bề ngoài là một chuyện, nhưng nhìn vào đức tin của bạn là một chuyện khác. Chúa Giêsu nhìn vào bề trong tấm lòng, bởi vì đức tin là tấm lòng của loài người. Chúa Giêsu đòi hỏi đức tin của chúng ta. Khi bạn đối diện với Ngài, Ngài không quan tâm đến bề ngoài dáng vẻ của bạn, quần áo của bạn, địa vị của bạn, nhưng Ngài chỉ nhìn vào đức tin của bạn. Bởi vì chỉ có đức tin mới làm bạn trở nên một với Ngài. Không cần biết điều gì, hoàn cảnh gì đã đem bạn đến đây hôm nay. Hãy bày tỏ đức tin của bạn như một người muốn đến gần Chúa Giêsu.
Mỗi lần Chúa Giêsu gặp ai để chữa lành, giải cứu, cứu rỗi linh hồn, vân vân, thì câu hỏi đầu tiên Chúa Giêsu hỏi là: bạn muốn tôi làm gì cho bạn hôm nay? Bạn có tin vào con người, con ở trên cao được ban cho loài người? Bạn có tin rằng được chữa lành không? Khi bạn biết ra sự yếu đuối của mình, bạn sẽ biết ra mình cần có sức mạnh của Chúa Trời. Khi ai đó biết ra mình cần sự cứu rỗi linh hồn, thì người ấy sẽ biết ra rằng mình cần một đấng cứu thế. Câu hỏi là, bạn cần Chúa Trời trở thành gì cho bạn hôm nay? Bạn có muốn Ngài trở thành Chúa Trời mà bạn nương nhờ trong thời điểm khó khăn và thách thức không? Thì Ngài sẽ trở thành như vậy. Bạn có muốn Ngài trở thành Chúa Trời cứu và giải cứu không? Vậy hãy trông cậy một mình nơi Ngài. Bạn có muốn Ngài trở thành Chúa Trời đáp lời cầu nguyện không? Vậy hãy tập luyện đức tin ở trong Ngài, trong danh của Ngài. Hãy hành động theo đức tin, không cần biết bạn đã trải qua những khó khăn gì. Khi bạn biết rằng Đức Chúa Trời toàn năng là đáng tin cậy như thế nào, thì đức tin của bạn sẽ tự nhiên đến cùng một lúc. Kinh Thánh kể rằng người đàn bà có nan đề về máu đã tự nói rằng: nếu tôi chỉ cần đụng chạm vào vành áo của Ngài thì tôi sẽ được chữa lành. Những gì chúng ta nói, chúng ta làm biểu lộ sự tin ở trong lòng chúng ta. Bà ấy đã bày tỏ đức tin mình bằng cách vươn tới Chúa Giêsu bất kể đám đông một ngàn kẻ thiêng liêng trong sự thất vọng, nếu Chúa chờ được giữ phần. Bởi cuộc hẹn thiêng liêng với Chúa Giêsu hôm nay, có một cuộc hẹn thiêng liêng trong sự thất vọng, chán nản, có một sự bứt phá trong gian khổ, và có một sự chữa lành trong bệnh tật. Ở anh em, không cần biết bạn xuất xứ từ đâu, nó không phải là nan đề đối với đấng cứu chuộc. Gia cảnh bạn là gì, bạn làm gì không quan trọng, vì Chúa Giêsu không cần phải tham khảo, thăm dò quá khứ của bạn để quyết định tương lai cho bạn. Hãy dừng việc than phiền những ai đã từng làm bạn thất vọng trong quá khứ. Hãy dừng than phạn vì không ai trong gia đình bạn thành tựu trong cuộc đời. Dừng than vãn về việc thiếu học vấn của bạn. Chỉ cần một cuộc gặp gỡ với Ngài hôm nay, với Chúa Giêsu sẽ tái lập vị trí của bạn, hầu cho hoàn tất định mệnh của bạn trong danh Giêsu. Chúa Giêsu chưa từng từ khước bất kỳ người nào đến với Ngài bởi đức tin và trong đức tin. Chúa Giêsu chỉ đòi hỏi một điều, đó là chỉ tin mà thôi. Chỉ tin mà thôi. Nếu bạn tin thì tất cả mọi sự đều có thể. Nếu bạn tin hôm nay thì sẽ có một biến đổi trong cuộc sống của bạn. Chỉ tin mà thôi. Tin rằng đấng cứu thế Giêsu sẽ cứu chuộc cuộc sống của chúng ta. Tin rằng đấng cứu thế Christ sẽ cứu chuộc đường lối của chúng ta. Ngài sẽ cứu chuộc thời gian của chúng ta. Tất cả những thời gian và năm tháng lãng phí của các bạn sẽ được cứu chuộc lại hôm nay trong danh Giêsu. Bây giờ là tháng 12. Bạn biết mình đã trải qua những năm qua như thế nào. Bây giờ chỉ cần tin mà thôi. Chỉ tin thì cuộc sống của bạn sẽ không như cũ nữa. Chúa Giêsu đang trên đường đến với bạn hôm nay để ban cho bạn một sự bắt đầu mới. Vì Ngài là đấng chỉ huy, Ngài là đấng điều khiển, Ngài là thầy giáo. Khi Ngài nói yes, phải, thì không ai có thể nói no, không. Bạn có tin vậy không? Nếu vậy thì hãy cảm ơn Chúa Giêsu vì thời điểm của chúng ta. Cảm ơn Giêsu vì ngày hôm nay. Cảm ơn Giêsu. Con đang đứng trên lời hứa của Ngài. Con đứng trên sự chắc chắn bảo đảm cứu rỗi của Ngài. Chúa Giêsu đang trên đường đến với các bạn. Có một sự hy vọng. Dù bạn có học vấn hay là không, dù bạn là một nông dân hay là một nhà chuyên gia, hãy bắt đầu yêu mến Chúa Giêsu. Hãy nói với nhau, hãy bắt đầu yêu mến Giêsu. Hãy nói lại: Chúa, con sẵn sàng. Các bạn sẵn sàng chưa? Các bạn đã sẵn sàng với cả tấm lòng chưa? Với cả tâm trí, với cả linh hồn của mình chưa?
Hãy nói cảm ơn Giê-xu về sự cứu rỗi của con. Cảm ơn Giê-xu về sự chữa lành của con. Cảm ơn Giê-xu về sự cứu giải cứu của con. Hãy được phước trong danh Giê-xu. Amen. Năm 1993, tôi có nhiều vụ tai nạn xe cộ. Kể từ đó, tôi đã chịu khổ vì mắt. Chúng ta đang xem chương trình mục vụ chữa lành và giải cứu của mục sư T.B. Joshua. Ông đang cầu nguyện bởi quyền năng của Thánh Linh trong danh của Chúa Giêsu Christ chữa lành một người phụ nữ đã bị mù từ năm 1993. Danh của Chúa Giêsu là danh quyền năng. Tôi có thể thấy được. Ô lạy Chúa trời, tôi có thể thấy được.